Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn các sản phẩm canxi ở Úc. Sản phẩm nào ở Úc người ta dùng nhiều và có những đánh giá tốt? Thì trước hết là mình sẽ vào website của trang web Chemist Warehouse. Như chúng ta biết là Chemist Warehouse là nơi bán, họ vừa có những store, những cửa hàng bán hàng thực phẩm chức năng và thuốc rất là phổ biến. Đồng thời họ cũng có website để bán hàng online. Thì ở trang Chemist Warehouse này chúng ta sẽ tìm những sản phẩm về canxi. Thì chúng ta vào ở đây, chúng ta search các bạn nhé. Ở đây có những sản phẩm về canxi. Thì có canxi người lớn, nếu mà chúng ta search tìm kiếm canxi như thế thì sẽ có canxi người lớn và canxi trẻ em. Thì mình đã chọn lọc những hình ảnh sản phẩm mà có canxi người lớn. Mình mở sẵn các cái tab rồi và bây giờ mình sẽ đọc các cái thành phần, đọc các cái mức giá tiền hay là đọc về những cái review đánh giá để xem là lượng người mua có nhiều không. Một trong cái dòng canxi bán ở Việt Nam rất là nhiều, sách tay bán ở Việt Nam rất là nhiều là Otelin. Otelin thì sẽ chứa là canxi và vitamin D3. Họ có nhiều dạng đóng gói 300 viên, 130 viên và 60 viên. Thì cái mức giá ở Úc ấy, mức giá này thường họ sẽ thay đổi theo chính sách bán hàng. Có những đợt mà sale giảm giá thì nó sẽ còn giảm giá hơn nữa. Mình thấy cái lọ 300 viên này ấy, thì tính ra là giá bao giờ cũng là tốt nhất. Và với những cái sản phẩm canxi ấy, có những người họ phải bổ sung rất là dài ngày hoặc là canxi bổ sung cho cả gia đình, thì nhiều người có xu hướng là khi mà họ biết một sản phẩm tốt thì họ thường chọn mua những cái loại mà có lượng viên nó nhiều, thì tính ra chi phí giá thành dùng cho tính chi phí trên một viên nó sẽ rẻ hơn. Ví dụ như lọ canxi Otelin này chúng ta thấy nhá, ở đây là lọ 300 viên thì nhận được 153 review. Thế nhưng mà lọ 130 viên thì chỉ có 26 review. Và lọ canxi Otelin 60 viên thì chỉ có 12 review. Thì chúng ta thấy là cái lượng 300 viên là bán hàng tốt nhất. Có 153 review và lượng điểm trung bình là 4,8. Như vậy thì mình thấy là cái lượng review đánh giá rất là tốt. Và số lượng review 153 là chứng tỏ là dùng rất là nhiều. Canxi của Otilin thì có đặc điểm là canxi carbonate. Thành phần các bạn nhé, các bạn có thể là ví dụ ở đây chúng ta cách đọc thành phần này. Canxi carbonate thì họ quy ra tương đương với khoảng 600 mg là canxi, nguyên tố canxi. Thứ hai là cái hàm lượng vitamin D3 thì khoảng 500 IU. Đấy. Chúng ta quan tâm đến hai thành phần này. Đây. 20 đô. 10 đô. Tiếp theo một trong những sản phẩm canxi cũng rất là nổi tiếng là canxi của hãng Squid. Thì canxi của hãng Squid này 150 viên và có đến 172 lượt review. Lượng mua cũng tương đối nhiều đấy ạ. Hàm lượng của canxi chúng ta quan tâm ở đây là canxi ở dạng muối hữu cơ, là canxi citrat. Canxi ở muối hữu cơ thì cái khả năng hấp thu nó sẽ tốt hơn. Và cái hàm lượng canxi nguyên chất chính là 333,33 mg. Vitamin D3 là cũng 333 IU. Thì so với cái canxi Otelin thì hàm lượng canxi nó sẽ thấp hơn. Tuy nhiên cái nếu như mà khả năng đánh, cái việc mà đánh giá của mình thì cái canxi hữu cơ, cái khả năng hấp thu bao giờ nó cũng tốt hơn. Tiếp theo chúng ta cũng quan tâm đến, đây là một cái dòng canxi của hãng Bio Island. Thì chúng ta ai mà có trẻ nhỏ thì thường chắc là cũng rất là quen thuộc với hãng Bio Island này, bởi vì hãng này cái chất lượng sản phẩm tương đối tốt và phù hợp với đối tượng trẻ em rất là nhiều. Với dòng canxi dành cho người lớn này thì tức là cái canxi này đặc điểm nó sẽ khác, tức là viên nang mềm. Các canxi khác thì nó là
viên viên nén cứng, đôi khi uống sẽ rất là khó bởi vì viên canxi thường chứa hàm lượng cao và nó rất là to. Thế nhưng mà canxi của hãng BioIceland là canxi viên năng mềm và dễ uống hơn rất là nhiều. Hơn nữa, cái thành phần của lọ canxi này có ưu điểm. Thứ nhất là canxi của họ là canxi từ sữa bò, canxi hydroxyapatit. Thì canxi sữa bò hạ hấp thu tốt hơn, mà vì hấp thu tốt hơn nên người ta chỉ cần một cái hàm lượng nó nhỏ thôi. Hàm lượng chỉ có 160 mg canxi thì giảm được cái nguy cơ lắng đọng sỏi thận. Thứ hai là cái việc mà D3 có hàm lượng D3 và có thêm thành phần K2 hỗ trợ cùng với D3 để giúp canxi hấp thu vào xương tốt hơn, thì mình thấy cái công thức này nó khá là tốt. Tuy nhiên thì sản phẩm này cũng chỉ có 13 lượt mua thôi, bởi vì hãng BioIceland này thì hãng so với hãng Swisse với hãng Blackmore thì họ ra sau. Ở đây cũng là canxi của hãng Swisse, thế nhưng mà canxi của hãng Swisse này thì có thêm thành phần khác là magie các bạn nhé. Ở đây đấy, ở đây họ cũng không ghi rõ, bên website Chemist Warehouse thì họ cũng không ghi rõ thành phần. Ở đây có 29 lượt review. Tiếp theo là canxi của Blackmore. Canxi của Blackmore thì có thêm thành phần magie D3 và nhiều thành phần khác nữa. Chúng ta thấy ở đây canxi họ trộn giữa nhiều loại canxi khác nhau, ví dụ như canxi citrat này, canxi phosphat này, canxi amino acid chelate này, tức là họ trộn nhiều cái thành phần canxi để làm giảm các cái gọi giảm tác dụng phụ hay là giảm những cái gọi là làm, nói chung là họ một là giảm tác dụng phụ và tăng cường cái tác dụng, ví dụ bổ sung thêm phosphat cũng sẽ làm cho xương chắc khỏe hơn chẳng hạn. Thì tính ra là hàm lượng canxi nguyên tố khoảng 229,2 mg. Hay là magie thì họ cũng sẽ trộn giữa magie phosphat và magie oxit, thì quy ra magie cũng là khoảng 116 mg. Và họ có bổ sung thêm kẽm này, bổ sung thêm mangan, vitamin C, D3, vitamin K1, axit folic. Thì ngoài những cái thành phần mà bổ xương thì họ có thêm những cái thành phần kim loại khác hỗ trợ cùng. Cái lượt review đánh giá tương đối tốt, 114 lượt đánh giá. Tiếp theo là hãng Natural Out thì canxi magie D3 hộp 200 viên. Thì chúng ta thấy ở đây cũng là canxi họ trộn giữa hai loại và magie cũng hai loại. Đấy, thêm D3 nữa. Canxi này thì khoảng 34 lượt review. Octavit một lọ 110 viên thì cái lượt review đánh giá ít hơn, khoảng 6 review. Senovit cũng magie canxi D3 mangan. Đấy. Chúng ta có thể đọc các thành phần ở đây hay là Water canxi thì ở đây cũng có 25 lượt review. Công thức canxi ở đây thì là sẽ là canxi. Các bạn đọc nhé. Ở đây họ chỉ ghi là canxi D3 và K2, họ không ghi ra hàm lượng cụ thể. Đây là của hãng Natureway. Magie này, canxi D3 và K2, tức là ở đây có 4 thành phần magie, canxi, D3 và K2. Còn hãng Nutralite thì hãng này nhìn vào mức giá thì chúng ta thấy hàng này là hàng có, so với những cái dòng canxi chúng ta vừa tìm hiểu ấy, thì dòng sản phẩm này cái mức giá nó khá cao. Và thường nó sẽ vì mức giá cao thì họ sẽ chọn một cái phân khúc cao cấp hơn chẳng hạn. Thì ở đây là có 6 lượt review. Thì chúng ta đọc cái thành phần chúng ta cũng sẽ thấy ở đây là canxi hydroxyapatit, tức là canxi mà từ sữa bò ấy, trộn với canxi citrat. Đấy. Có thêm
magie, mangan, kẽm, K2, D3, tức là đầy đủ các cái thành phần, và họ có thêm cái thành phần thảo dược ở đây nữa. Canxi ở đây là Go Healthy Canxi, cái mức giá cũng tương đối cao, 29,49 đô. Thì chúng ta thấy ở đây cũng họ cũng vừa có này, D3 này, K2. Canxi, canxi ở dạng này là lithothamnion tophi phốt. Thì cái canxi này là canxi hữu cơ thì mình cũng chưa tìm hiểu cái canxi này cái khả năng hấp thu là nó như thế nào. Tuy nhiên cái mức định giá của họ cũng tương đối cao và được 12 lượt review đánh giá. Ở đây là canxi của hãng Swisse. Canxi của hãng Swisse này thì có đặc điểm là canxi chứa D3 và nó ở dạng sủi bọt. Tức là có những người họ không thích dùng viên nén để uống bởi vì khó uống, thì họ thích dùng bỏ vào nước sủi bọt và uống dưới dạng nước. Thì khi mà làm cái canxi sủi bọt này ấy, thì họ không sử dụng canxi citrate giống như các sản phẩm trước của hãng Swisse, mà họ sẽ sử dụng canxi carbonate. Đây. Thì cái lượng mua cũng không nhiều, khoảng 10 người mua. Không phải 10 người mua mà 10 người đánh giá review nhé. Đây là canxi của hãng Healthcare. Thì canxi hãng Healthcare này cái tỷ lệ người đánh giá chỉ có 2 thôi. Nó là thành phần canxi citrat và thêm thành phần D3. Ở đây hàm lượng canxi citrat quy ra thì tương đương với canxi là 380 mg. Hay là ở đây là canxi của hãng Metamucil canxi 50 cộng 120 viên. Thì đặc điểm của cái canxi này ấy, là phù hợp cho những người mà 50 tuổi trở lên. Bởi vì cái việc mà canxi, khi mà chúng ta uống canxi chúng ta sợ nóng, sợ táo bón, thì hãng này có thêm cái thành phần mà gọi là chất xơ để giúp cái việc đại tiện nó dễ dàng hơn. Và tiếp theo là canxi cũng của hãng Healthcare, nhưng mà đây là Super Canxi Complex thì có 18 lượt review. Thành phần ở đây là canxi carbonate D3 và thêm cái K1 nữa, vitamin K1. Ok, trên đây là mình review tất cả các cái sản phẩm mà mình đọc qua, các cái sản phẩm ở Canxi. Thì hy vọng là các bạn khi mà mua hàng ấy, các bạn cần gọi là tỉnh táo hơn một chút, dành nhiều thời gian hơn một chút để mình tìm hiểu canxi nào từ Úc thật sự tốt và được người dân tại Úc tin dùng. Chúng ta không nên nghe những người bán hàng quảng cáo, bán hàng online quảng cáo, à canxi này từ Úc. Cái khái niệm từ Úc nó rất là mập mờ, bởi vì tại Úc thì nó cũng sẽ có nhiều phân khúc sản phẩm tốt, phân khúc sản phẩm giá bình dân dân hơn. Thì cái việc mà người bán hàng online họ sẽ bị chi phối bởi nhiều yếu tố về chất lượng và lợi nhuận. Cho nên chúng ta là người bán hàng, là người mua hàng thì chúng ta phải có một cái góc nhìn độc lập, khách quan và tự tìm hiểu về sản phẩm đó. Chúng ta không quá phụ thuộc vào người khác. Thì cảm ơn các bạn đã rất là lắng nghe.